Mỗi cạnh hình vuông là 20 cm, hãy tính diện tích của phần tô đậm biết pi bằng 3,14. Thì cái phần này có cần hướng dẫn thầy cô? Có thầy, có giải thế này rồi mà. Giải là một phần nhưng mà để hướng dẫn cho thầy Giải cô. nhiều khi không hiểu. Rồi không sao nhé, vì hướng dẫn là nhanh cho dễ nhá. Được rồi ạ. Thế ta là mỗi một cạnh của hình vuông là 20 cm. Hãy tính diện tích của phần tô đậm biết pi bằng 3,14. Đúng không ạ? Như vậy nhìn bài toán này á thì chúng ta thấy là nó rất là phức tạp, nhìn có vẻ tư duy cao nhưng mà nó sẽ có cách để chúng ta làm. Thì thầy cô thấy này, cái phần tô đậm ấy, chúng ta phân tích nhé, phần tô đậm thì gọi là nó cứ lòng vòng này đây, nhưng mà nó lại có cái đặc điểm là nó đối xứng nhau ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, phần này, những cái phần đấy, phần bên trong này, những cánh hoa nó bằng nhau. Như vậy ta sẽ có cách nào để chúng ta làm như vậy? Thì cách làm như sau, chúng ta sẽ lấy, chúng ta chia hình này này, đây ta nối từ đây, từ điểm giữa trung điểm này này sang bên này. Đó. Lại cái size này. Cho nó cái màu xanh. Đấy nha. Tiếp tục này, ta lại vẽ cái bên này. Cũng tương tự như vậy, ta nối ở đây. Được chưa thầy cô? Tiếp tục ta lại ở đây. Ta nối bốn cái trung điểm này vào. Đấy. Bên này ta nối vào đây. Ok. Đến đây rồi. Thì nó gần ra rồi đấy ạ. Bây giờ thầy cô để ý thật tiếp này. Cái phần này thầy cô cắt ra đây. Cái này cho nó màu khác đi. Đấy. Phần này cho nó màu. Phần này cắt vào đây. Thầy cô đã nhìn thấy nó đẹp chưa ạ? Bây giờ nhá, bây giờ chúng ta thấy này, chúng ta sẽ, thầy cô quan sát này, ở đây chúng ta thấy là cái phần này này, đấy, cái hình thầy gạch này thì nó bằng cái hình này, được chưa ạ? Cái hình này, cái phần này này thì nó bằng đây. Tương tự như vậy, các cái phần nó bằng nhau như thế thì đơn giản ta sẽ chuyển tất, ta ghép những cái phần tô đậm này đưa sang đây, ta sẽ dùng màu, ta đổ màu. Đấy, cái phần này ta đưa đây, phần này ta đưa đây, phần này ta đưa sang đây, phần này ta đưa sang đây, phần này ta đưa sang đây, phần này thì ta đưa lên đây, phần này ta đưa lên đây, phần này ta đưa lên đây. Được chưa ạ? Như vậy là cái hình tô đậm đây, cái hình tô đậm này, cái phần tô đậm ấy nó sẽ chính là cái hình tròn hình vuông, trừ đi cái diện tích của hình cái hình vuông vuông, bên trong. diện tích hình vuông. Được chưa ạ? Như vậy thì cô đã thấy nó rõ rõ ràng chưa ạ? Thì ta phân tích nhỉ, bây giờ ta có là bước 1 cho nó màu màu này đi. Chữ. Rồi, bước 1 này. Bước 1 thì thầy cô sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tính S tròn. Tính S tròn nhé. S tròn thì ta tính được đúng không ạ? S tròn tính dễ không thầy cô? Đấy. S tròn đúng không ạ? S tròn nó sẽ bằng là 10 nhân 10 nhân 3,14. 3,14.
thì bằng 314 314 cm vuông đó. Phần này dễ rồi đúng không? Tiếp tục bước 2 thì chúng ta sẽ đi tính F vuông ở bên trong á, tính cái S vuông bên trong á, vuông nhỏ nhá, thì nó bằng gì? S vuông bên trong này 10 nhân 10 chia 2 nhân 4 tính diện tích à, đấy là một cách. Còn cách nào dễ hơn không? Chúng ta để ý này, chúng ta phân tích nhé, cái hình vuông này chính là hình thoi. thôi cũng được Đó. mà tích 2 đường chéo chia 2 Đúng rồi. đúng Nó thế sẽ là nó là hình thoi. hai Nó trăm là hình thoi. Nha. Thì ta có là bằng tích 2 đường chéo. 20 nhân 20 Đúng rồi, nó sẽ bằng 20 nhân chia cho 20 chia 2. Và kết quả là bằng 200 200 cm vuông. Và bước 3 thì ta lấy S vuông trừ S tròn. S tròn trừ S vuông. Bước 3 ta có S tròn. 300. Trừ S vuông. Được chưa ạ? Thầy cô đã thấy dễ chưa ạ? Thì nó chính bằng là Và lấy 314 trừ đi 200 thì bằng 114 cm vuông. Dễ không thầy cô? Thế thì cô phân tích này thì học sinh tích làm nó dễ không ạ? này thì dễ thầy phân tích dễ Vâng. quá Bao nhiêu thầy cô, bao nhiêu các bạn đã rõ bài này rồi thì cô hãy comment số 5 đi ạ. Đã rõ cách giải và cách tư duy bài này, comment số 5 ạ.